theo đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc thành viên ban phát triển chương trình tổng thể và các chương trình môn học của Bộ Giáo dục Đào tạo, đồng thời tham gia làm tổng chủ biên, kiêm chủ biên một số bộ sách giáo khoa của các nhà xuất bản, tạo sự cạnh tranh không công bằng. Có tình trạng bộ sách giáo khoa lớp 1 gồm tiếng Việt, toán, tự nhiên và xã hội, đạo đức, âm nhạc, hoạt động trải nghiệm, được biên soạn bản thảo trước khi chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và chương trình môn học được ban hành. Tổng quan, báo cáo giám sát nhận xét, việc Bộ Giáo dục Đào tạo không tổ chức biên soạn một bộ sách giáo khoa theo quy định của Nghị quyết số 88/2014/QH13 bằng ngân sách nhà nước, mà hoàn toàn phụ thuộc vào xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa là chưa phù hợp với chủ trương, quan điểm của Đảng, nhà nước, gây lúng túng cho địa phương, phụ huynh học sinh trong quá trình lựa chọn sách giáo khoa. Việc thẩm định, tiếp thu, chỉnh sửa một số sách giáo khoa cũng chưa chặt chẽ, còn nhiều lỗi, nội dung thiếu chính xác, văn phong chưa chuẩn mực. Những sai sót về nội dung đã được phát hiện ở 18 cuốn sách giáo khoa, nhất là đối với sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1, khoa học tự nhiên lớp 6 và lịch sử lớp 11. Khâu cung ứng phát hành sách giáo khoa cũng có bất cập, khi phải qua nhiều khâu trung gian, có tình trạng khan hiếm, thiếu sách cục bộ đối với một số đầu sách trước năm học mới. Giá sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 cao, tăng 2-4 lần giá sách giáo khoa chương trình giáo dục phổ thông 2006, gây khó khăn cho một bộ phận người dân, nhất là ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số. Sáng ngày 6 tháng 10, tại thôn Sông Hải, xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, nhiều hộ dân đang lo lắng, cố gắng vớt từng con cá chết thoi thóp trong lồng bè, đưa lên bờ để bán cho người dân và thương lái. Cá bị chết phần lớn là cá chẽm, khoảng từ 0,5kg đến 7kg một con. Chiều ngày 6 tháng 10, ông Trần Hữu Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạch Sơn cho biết, ước tính sơ bộ có khoảng 50 tấn cá nuôi trong lồng bè bị chết, trong đó con cá có cân nặng nhất khoảng 6-7kg một con, nhẹ nhất 0,5-0,7kg. Số cá này của 56 hộ dân ở thôn Sông Hải nuôi trên sông Ngàn, trên diện tích nuôi mặt nước khoảng 20 hectare, ước tính tổng thiệt hại kinh tế gần 10 tỷ đồng. Đến thời điểm này đã kêu gọi mọi người thu mua, tiêu thụ cá được khoảng gần 90%, còn lại khoảng hơn 10% đang tiếp tục kêu gọi mọi người hỗ trợ thu mua giúp dân. Theo nhận định bước đầu, do những ngày qua mưa lớn, chất lượng môi trường nước tại khu vực nuôi cá bị suy giảm, kèm theo nhiều chất bẩn xả ra sông Ngàn, gây thiếu hụt oxy, khiến cá bị ngạt và chết. Hiện các cơ quan chức năng đã lấy mẫu nước và mẫu cá tại các lồng bè nuôi để tiến hành phân tích làm rõ nguyên nhân. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa chỉ đạo Ủy ban Nhân dân huyện Lâm Hà khẩn trương thành lập đoàn kiểm tra vụ rừng thông bị đầu độc trên địa bàn thị trấn Nam Bang, huyện Lâm Hà. Tại đây, có 2 cụm rừng thông với khoảng 100 cây thông ba lá bị bức tử bằng hóa chất. Cách thức thực hiện được các đối tượng khoan nhiều lỗ vào gốc cây, sau đó bơm hóa chất, khiến cây suy kiệt, héo khô. Những cây thông ba lá bị đầu độc có đường kính gốc từ 40-60cm, cao từ 10-15m. Theo những người dân khu vực, rừng tại đây bị bức tử từ hơn 2 tháng trước. Trước đó, báo Sài Gòn Giải Phóng từng phản ánh tại khu vực trên có nhiều cây thông ba lá bị đầu độc bằng hóa chất. Mới nhất ngày 29 tháng 7, báo Sài Gòn Giải Phóng phản ánh khu rừng thông nằm sát tỉnh lộ 725, nối thành phố Đà Lạt đi huyện Lâm Hà, địa giới hành chính thị trấn Nam Bang, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Có hàng chục cây thông ba lá bị bức tử bằng hình thức chặt, khoan gốc, rồi bơm hóa chất làm cho cây chết dần. Di chuyển lên phía trên đỉnh đồi, một số khu vực thuộc tiểu khu 270, lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý, còn có nhiều cây thông khác cũng bị bức tử. Ngày 6 tháng 10, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết vừa tiếp nhận một bệnh nhân nam sinh năm 1988 ở Thái Nguyên, nhập viện trong tình trạng kích thích, bồn chồn, vật vã, sợ nước. Trước đó, nam bệnh nhân làm nghề thợ xây, được chuyển từ Bệnh viện C Thái Nguyên với chẩn đoán theo dõi dại. Trước khi nhập viện khoảng 1 tháng, bệnh nhân bị mèo cắn vào tai và sau 1 tuần thì con mèo chết. Bệnh nhân không đi tiêm phòng dại. Hiện bệnh nhân vẫn hôn mê và phải thở máy. Theo các bác sĩ, bệnh dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus gây ra. Virus gây dại còn có thể lây qua các vết thương hở hoặc bị chó mèo cào, cắn, liếm.
Đến nay bệnh dại chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Một khi lên cơn dại thì tỷ lệ tử vong 100%. Ngày 6 tháng 10, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết vẫn đang trong quá trình lấy lời khai hai đối tượng bắn hai công nhân vệ sinh môi trường. Theo đó, nghi phạm là Trần Viết Đông, 24 tuổi, xã Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam và Nguyễn Đức Nga, 23 tuổi, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Bước đầu, Đông khai nhận bị hai công nhân này nhắc nhở khi đi xe nẹt bô trước quán nhậu trên đường Phạm Văn Đồng lúc 0 giờ ngày 5 tháng 10. Khi đó, nghi phạm đã quay lại chửi hai công nhân trên rồi bỏ đi. Sau đó, Đông về phòng trọ ở thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, lấy súng hoa cải. 1 giờ sáng ngày 5 tháng 10, Đông và Nga quay lại tìm hai công nhân trả thù. Sáng ngày 6 tháng 10, khi đang điều khiển xe máy để đi Kon Tum, thì cả hai bị công an bắt giữ tại thôn Làng Mạ, xã Ba Tô, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Kiểm tra phòng trọ của các nghi phạm tại tổ dân phố 3, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa. Bước đầu phát hiện nhiều vật dụng nghi là súng các loại, rựa, máy tính, máy in màu. Chiều ngày 6 tháng 10, Công an huyện Thống Nhất đang phối hợp với Trạm Cảnh sát Giao thông Suối Tre, Công an tỉnh Đồng Nai, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, khiến một người tử vong. Theo đó, trưa cùng ngày, xe khách dừng nằm hãng An Anh, hiện tài xế đã rời khỏi hiện trường, di chuyển trên quốc lộ 1A. Theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Khi đến đoạn qua xã Hưng Lộc, tài xế xe dừng nằm lấn tuyến vào làn hỗn hợp cấm xe khách trên 16 chỗ, rồi va chạm với xe máy đi cùng chiều, do một người đàn ông khoảng 40 tuổi điều khiển. Vụ va chạm làm người điều khiển xe máy té xuống và bị bánh sau xe khách cán tử vong tại chỗ. Ngày 6 tháng 10, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường cao tốc số 6 thuộc phòng 8, Cục Cảnh sát Giao thông C08 Bộ Công an cho biết, đơn vị vẫn đang phối hợp Công an thành phố Thủ Đức điều tra nguyên nhân vụ cháy xe container trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Trước đó, sáng cùng ngày, tài xế sinh năm 1993, ngụ tỉnh Bắc Ninh, điều khiển xe container chạy trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi tỉnh Đồng Nai. Khi xe vừa qua trạm thu phí Long Phước khoảng 200m thuộc phường Long Phước, thành phố Thủ Đức, thì đầu xe bốc khói. Ít phút sau, ngọn lửa bao trùm đầu xe và lan khắp xe. Tại hiện trường, phần đầu xe bị cháy rụi. Vụ việc gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng dài hơn 7 km theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi tỉnh Đồng Nai.